Video này của Niceslide sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng PowerPoint để tạo nên hiệu ứng tia sét năng lượng thật bùng nổ cho cây búa Stormbreaker nổi tiếng của thần thỏ. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào công cụ vẽ hình, chọn loại hình tự do, rồi nhấn giữ chuột trái, vẽ đường gấp khúc ngẫu nhiên để tạo nên tia sét. Mọi người lưu ý phải để điểm đầu trùng với điểm cuối để tạo nên được hình khối khép kín. Theo công thức như vậy, chúng ta sẽ tạo ra liên tiếp nhiều slide với nhiều tia sét theo những hình thái khác nhau để tạo nên được chuyển động mượt mà và tự nhiên nhất có thể. Sau đó, mọi người vào File, chọn Export, tạo ảnh GIF, chọn kích thước lớn nhất, tích vào nền ảnh trong suốt, chỉnh thời gian xuống còn 0 giây và nhấn Create để tạo ảnh động. Bước kế tiếp, chúng ta chèn ảnh đã lưu vào trong slide chính, chỉnh kích thước cùng vị trí cho phù hợp và khi nhấn nút Play, chúng ta sẽ được ngay hiệu ứng tia sét năng lượng vô cùng tuyệt vời và cực kỳ đã mắt. Hơn thế nữa, mọi người có thể vào Effects thêm hiệu ứng Glow để tạo phát sáng, giúp tia sét trở nên ảo diệu và nghệ thuật hơn trông thấy. Và sau khi thêm hàng loạt những tia sét quấn quanh nhân vật, chúng ta sẽ được ngay vị thần thỏ với hiệu ứng thực sự mãn nhãn. Với tư duy sáng tạo ảnh GIF chuyển động được Niceslide truyền đạt trong video này, chúng ta có thể thiết kế những cảnh nhân vật nói chuyện thuyết minh hoặc thậm chí là cảnh người chạy những điều tưởng chừng như không thể trên PowerPoint để từ đó có thể xây dựng những cảnh phim hoạt hình vô cùng ấn tượng và lôi cuốn. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online toàn diện tại niceslide.com để khai phá toàn bộ sức mạnh vượt trội của PowerPoint thông qua hơn 500 video bài giảng từ cơ bản đến chuyên sâu cùng với Office 365 và bộ công cụ Niceslide mạnh mẽ số 1 Việt Nam được Niceslide đầu tư toàn bộ tâm huyết để xây dựng trong hơn 7 năm qua.